Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Planet Zombie phần 2, nhưng mà là cuộc chiến nhảy múa. Rất là hài hước luôn nha mọi người. Ok, let's go thôi. Và trận chiến lần này chúng ta sẽ có rồng lửa với lại một số cái cây cái đậu thường. Đó, cuộc chiến lát nữa tụi nó sẽ nhảy rất là đã nè. Không biết là nó nói chung rất là hài luôn. Ok, thì cứ từ từ, mới giờ là chưa có đâu. Mới giờ mình phải hả, nó cho mình cây để mình đặt cái kiểu. Các bạn ơi, mới giờ mà nhảy là sao mà chơi đúng không? Không biết rồng lửa ăn được mấy thằng này không nữa đây. Rồi quá, tụi nó thấy vậy tụi nó trâu bò lắm á. Rồi phun lửa cái cho chắc ăn các bạn ơi. Rồi quá, thêm thằng ở dưới nữa bắn cho rụng cái, bảo vệ an toàn tính mạng của rồng lửa mới được. Rồi, ui toàn rồng lửa vậy, full một hàng luôn rồi. Oh my god, đó 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 đó, tụi nó chuẩn bị vào, tụi nó chuẩn bị vào. Một lát có mấy cái con zombie DJ gì rất là ghê nha. Ok, đó đó đó. Đó, tụi nó bắt đầu nhảy đó mọi người. Oh my god, trời ơi, các bạn thấy nó đông vậy đó chứ hả? Mình phun lửa một cái là bay hết à. Nè xem nè. Phun cái là bay một thằng. Phun cái là bay một hàng. Ui giời ơi. Ôi ôi, zombie show, zombie show. Thấy vậy mấy con zombie show nguy hiểm phết nha. Đó, tụi nó nhảy múa kìa. Thì khi mà tụi nó nhảy á, tụi nó sẽ được đi lên đi xuống di chuyển. Đó, rất là ghê ha. Chứ không phải nhảy không đâu nha. Oh my god, tụi nó bắt đầu vào rồi, ghê quá. Có con đánh đàn cho tụi nó nhảy nè mọi người, rất là ghê. Đánh đàn chúng tôi đã bắn rụng hết liền, không có đánh đàn gì ở đây hết á. Đánh đàn hả mày? Đánh đàn hả bưởi? Ồ, đồng nhà, đồng nhà, ráng nâng cấp lên 2000 đậu rồng coi. Ải này survive nên là nó sẽ cho những cái cây ngẫu nhiên không được chọn. Ồ, vô đây nè anh em xem nè. Để tụi nó vô một nồi nè, mình đẩy một phát nó bay hết. Nè 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 nè, ở dưới nè anh em thấy không? Đó, ở dưới chỗ đông đông nè, nè 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 nè, phun lửa nè. Phun lửa nè. Ôi giời ơi luôn, một phát một bay hết các bạn à. Quá kinh khủng. Quá là căng. Vô đây. Ôi tụi nó bắt đầu nhảy rồi kìa. Đúng là cuộc chiến nhảy múa có khác. Rồi nó ăn hết mấy con ở trên của mình rồi. Không sao, thoải mái. À, bắn đi, bắn thường đi. Bắn 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 bắn. Ui bắn vẫn không thấm kìa. Không thấm thì làm gì? Không thấm thì chỉ có rồng lửa thôi. Nè, thổi lửa nè. Bay màu. Uầy, đang đánh đàm cũng bị thiêu rụi luôn. Nè. Bay màu liền. Trời ơi, quá đã. Quá đã tay các bạn à. À còn ở trên đó hả? Ở trên cũng căng phết nha. Trên có con đánh đàn ghê phết nha. Mấy con đánh đàn á làm cho tụi nó nhảy ghê lắm mọi người. Tụi nó nhảy, tụi nó được nâng lên phần trăm công lực rất là nhiều luôn. Nè. Ừ đúng rồi. Trời ơi, nhảy vô cái đám đó nữa thì thôi rồi, là mê nhá. Nè. Nhảy vô đi, vô đông đông vô. Ừ, vô đông đông vô, thổi liền. Bay màu hết. Ok, ui con đánh đạn dưới ghê quá vậy. Hình như nó đi tới đâu là rụng tới đó đó mọi người. Rồi ok, xong hết rồi. Easy game. Easy game boy. Bắn nè, bắn nè. Rồi còn con trên bắn nè, bắn dồn hết vô bắn luôn. Uầy. Chạy đường nào? Chạy đường nào nữa mà chạy? Đậu xanh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở nha. Rồi sự may mắn ở đâu? Ô, 1500 coin, quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, phải mở trên đây là 5000 tiền đó, rất là đã. Ok, và đây là trận chiến ngẫu nhiên tiếp tục. Trận này thì chúng ta chỉ được chọn những cái con mà nó đưa ra thôi mọi người à. Và chúng ta sẽ đấu với những con phù thủy. Khá là gây cắn luôn ha. Không biết là mình có chiến thắng được hay không đây. Thì ở đây nó sẽ cho mình cây đậu phộng. Cây này rất là đa năng luôn mọi người. Một lát nữa mình sẽ giải thích cho mọi người sao. Từ từ để mình xử xong con phù thủy này cái. Con phù thủy này gán sợ lắm. Chớ rồi mới vô gặp phù thủy rồi. Không biết có win hay không đây. Thổi nó về cho chắc ăn. Đừng để nó biến. Phù thủy nó sẽ biến mấy cái con của mình thành thành cừu. Đó. Để ăn mấy cái bia mộ này. Mấy cái bia này á, nó sẽ spawn zombie các bạn à. Đó thấy không. Rồi luôn xong mình rồi. Cây này xong mình rồi. No. Ở dưới cây đậu phộng ơi. Rồi kẹp không. Ừ may quá kẹp các bạn ơi. Quá là hên luôn. Thì cây đậu phộng này thì khi mà nó bị ăn còn một nửa đó, nó chỉ bắn ra được một viên thôi. Nhưng mà một viên đó đó, khi mà các bạn đặt cây đậu phộng mới vô, nó sẽ hồi lại hai đầu. Đó. Khi mà các bạn đặt flame food vô cũng vậy ha. Rất là hay. Ôi may quá, xém gãy rồi. Ok, tụi bay vô đông vào. Nói chung ải này cũng khá là căng đó mọi người. Đó, đặt flame food lên nè, thì tụi nó sẽ được hồi lại. Ui, nó phản đòn luôn kìa, ghê vậy. Thôi, kỳ này là xong rồi, xong phim mình rồi. Đó rồi, căng quá. Giờ phải có cây nấm đẩy về là ngon luôn á. Nhưng mà không có mọi người à. Ui, thôi xong, tụi nó đông quá đông rồi. Cái con lốc xoáy này đúng ghê luôn, đúng đáng sợ luôn. Bắn nè. Cái đó nó hút chiều hết rồi, bắn không có được. Oh my god. Thôi chắc dùng chiếc xe vậy. Để chỉ có dùng chiếc xe thôi, hết cách rồi. Đó là biện pháp cuối cùng.
quá là căng thẳng luôn. Hàng dưới hơi ghê nha, hàng dưới có thể sẽ bị thua đấy. Ây, hàng trên thổi về build lại đó, xây lại cái đầu phỏng liền rồi. Ok, tạm thời ổn rồi đó, nhưng mà hàng dưới mình phải bảo vệ một cách gắt gao nhất có thể nha mọi người, tại vì cái hàng dưới là nó bị mất chiếc xe, khi mình một lát nữa tụi nó vào là mình sẽ thua ngay luôn đó. Quá là căng thẳng, trận chiến rất chi là căng thẳng. Rồi ok, cái con này ở trên đây là dùng để ăn mấy cái bia ha. Rồi đó, ơi ăn nhanh trước khi tụi nó spawn ra. Rồi ok, ổn rồi đó, tạm ổn, ở dưới ghê quá, để mình hạ ở dưới trước một cái. Rồi luôn, thôi xong rồi, nó biến lốc xoáy luôn rồi bạn ơi. Ở dưới lơ mơ là thua ngay luôn á. Căng thế nhờ, căng thế, căng thế. Đông quá, đông quá, đông quá, ok, ở dưới, ok rồi, ở dưới ổn rồi anh em ơi. Còn phía trên này thôi, phía trên này hơi lo nè. Đây mình bắn tụi nó, cho tụi nó rụng hết. Rồi ok, rồi đợt tổng tiến công cuối cùng của bọn nó chuẩn bị diễn ra nè. Ây da, căng quá nha, không có phù thủy. Ồ, oh, có phù thủy hả? Rồi thôi xong, tưởng nó không có phù thủy. Căng nha, căng nha. Không, nhưng mà không sao, có mấy cây đậu phộng của mình bắn cũng ok phết. Nói chung là bắn tạm ổn. Rồi vô đây, vô đây. Chết rồi, không có phải lên phút rồi anh em ơi. Hàng giữa này hơi nguy hiểm nha, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn sẽ win được. Ồ, oh, rụng phù thủy luôn. Yes, easy game, winner. Ok, chúng ta nhận được một cái biểu tượng zombie, được một số tiền nữa, khá là may mắn nha. 100 đồng, trời ơi, tưởng đâu được nhiều tiền. Ô, được mảnh nắm mặt trời nè. Rồi thì mình nghĩ là chắc tập này tới đây thôi, và nếu như mọi người thích những video về Planet Zombie, đừng quên để lại cho mình một like, một lần đăng ký kênh và nhấn bấm vào cái chuông nha. Ok, bye mọi người.